Nhận định Pháp đấu Úc, Mbappe đá chính, Argentina đấu Saudi Arabia, Messi sút trận, Qatar và FIFA lại quay xe. Nhận định trận Pháp đấu Úc, Mbappe đá chính. Đội tuyển Pháp bắt đầu cuộc đua ở bảng D World Cup 2022 với đối thủ Australia. Trong trận đấu mà Mbappe được chờ đợi thể hiện vai trò thủ lĩnh, Mbappe, tướng của quân đội tuyển Pháp, giới truyền thông trong nước cổ vũ nhà đương kim vô địch thế giới trước khi đá lượt trận đầu tiên ở World Cup 2022. Pháp bước vào quá trình bảo vệ danh hiệu quán quân thế giới mà không có Karim Benzema, người được xác nhận là phải nghỉ 3 tuần do chấn thương cơ đùi. Như vậy, Mbappe sẽ là ngôi sao chủ lực và duy nhất của Le Blues, ngoại trừ chủ nhân quả bóng vàng 2022. Trước đó, Pháp còn mất N'Golo Kanté và Paul Pogba, những mắt xích chủ lực làm nên vương miện tại nước Nga năm 2018. Ở tuổi 24, Mbappe bước vào kỳ World Cup thứ 2 cùng Pháp. Tại Nga, Kylian Mbappe đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Pháp trẻ tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử giải vô địch thế giới. Mbappe luôn mơ trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới và không ngừng cống hiến. Bây giờ tại Qatar, anh cần phải thể hiện những phẩm chất của mình. Nếu như Mbappe muốn được chạm tay vào danh hiệu quả bóng vàng, anh cần màn trình diễn tích cực nhất tại Qatar. Nói cách khác, đã đến lúc Mbappe chứng minh rằng anh đã trưởng thành, gạt sang một bên những tranh cãi tương lai và lục đục ở Paris Saint-Germain. Cựu cầu thủ Monaco cần tập trung toàn bộ sức mạnh, tâm trí và tinh thần cho World Cup. Kylian là một người tạo ra khác biệt. Didier Deschamps khen ngợi cậu học trò cưng. Ông tuyên bố Pháp không ảnh hưởng gì khi Benzema tạm biệt World Cup và tin vào đội ngũ hiện tại. Hai ngày trước lượt trận đầu tiên, Camavinga phải tập riêng, nhưng Deschamps khẳng định cầu thủ trẻ của Real Madrid không có gì đáng lo ngại. Riêng Varane chưa có thể lực tốt nhất và chỉ ngồi dự bị. Mặc dù có nhiều tổn thất, Pháp vẫn vượt trội hơn nhiều so với Australia và hướng đến 3 điểm đầu tiên trong cuộc hành trình đầy cam go. Lực lượng Pháp, Varane chưa đủ thể lực thi đấu. Australia, Harry Souter chấn thương nhẹ. Đội hình dự kiến Pháp, Luis, Pavard, Konate, Saliba, Lucas Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe và Giroud. Australia, Ryan, Atkinson, Wright, Rowles, Behic, Grustic, Moy, Ivan, Lecky, Duke và Goodwin. Argentina đấu Saudi Arabia, Messi xuất trận. Nhận định trận đấu Argentina đấu Saudi Arabia bảng C World Cup 2022. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Argentina sẽ chứng tỏ sức mạnh của ứng cử viên vô địch trong trận ra quân World Cup 2022 gặp Saudi Arabia. Với người hâm mộ Việt Nam, trận đấu này càng đặc biệt vì tiền vệ Hoàng Đức là người có vinh dự trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tại World Cup 2018, Argentina gây thất vọng khi bị loại từ vòng 16 đội và chỉ có duy nhất một chiến thắng ở vòng bảng. Hơn 4 năm sau, La Albi Celeste trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với quyết tâm lần thứ 3 vô địch. Hành trang của La Albi Celeste mang đến Qatar là chiếc cúp Copa America 2021, danh hiệu lớn đầu tiên của nước này sau 28 năm. Argentina rơi vào bảng C World Cup 2022 cùng với Ba Lan, Mexico và Saudi Arabia. Lịch thi đấu khá thuận lợi khi Messi và các đồng đội sẽ gặp đội yếu nhất bảng Saudi Arabia trong trận mở màn. Đây là thời cơ để họ tìm kiếm 3 điểm trước khi gặp hai đối thủ khó chơi. Giống như những kỳ World Cup gần đây, Messi vẫn là linh hồn trong lối chơi của Argentina. Nhưng huấn luyện viên Scaloni đã nhào nặn đội bóng xứ Tango trở thành một tập thể kết dính thay vì mạnh ai nấy đá. Tuy nhiên, huấn luyện viên Scaloni vẫn rất thận trọng. Saudi Arabia mạnh về kỹ thuật với những cầu thủ nhanh nhẹn. Họ sẽ gây khó khăn cho chúng tôi. Đây là World Cup, mỗi trận đấu đều rất khó khăn. Tập trung giải quyết từng trận một là cách mà Argentina lần lượt vượt qua các đối thủ để vô địch Nam Mỹ. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp nếu Messi và các đồng đội muốn mang cúp ra về. Trong khi đó, Saudi Arabia không lạ gì với các khán giả Việt Nam. Đây là đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Họ giành vé đến Qatar với thành tích 13 trận thắng, chỉ thua 1 trận trong hành trình vòng loại. Mục tiêu lớn nhất của Saudi Arabia là lần thứ 2 vượt qua vòng bảng sau 6 lần xuất hiện ở World Cup. Huấn luyện viên Renat từng có kinh nghiệm dẫn dắt Maroc năm 2018, nhưng Argentina là thử thách quá khó. Với người hâm mộ trung lập, họ không thể chờ đợi thêm nữa để được chứng kiến đôi chân ma thuật của Messi. Càng tuyệt vời hơn nữa khi tiền vệ Hoàng Đức của Việt Nam có vinh dự trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Phong độ, lịch sử đối đầu. Kể từ trận thua 2-0 trước Brazil ở Copa America 2019, Argentina đã bắt đầu chuỗi 36 trận bất bại trên mọi đấu trường. Có vẻ như có vé dự World Cup 2022 mà không thua trận nào và thắng cả 5 trận gần nhất ở mọi giải đấu. Trong khi đó, Saudi Arabia chỉ có một chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Cả hai đội chưa gặp nhau lần nào tại World Cup. Trong 4 lần đụng độ đá giao hữu, Argentina chiếm ưu thế với 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là năm 2012,
kết thúc với tỷ số hòa không đều. Thông tin lực lượng, Argentina, Messi khiến người hâm mộ lo lắng khi phải tập riêng. Tuy nhiên, ngôi sao 34 tuổi chỉ bị căng cơ và hoàn toàn đủ sức thi đấu trận mở màn. Argentina cũng đón sự trở lại của hai cầu thủ khác là Lisandro Martinez và Papu Gomez sau khi bình phục chấn thương. Đây đều là những cái tên quan trọng trong cách vận hành lối chơi của huấn luyện viên Scaloni. Saudi Arabia, Riyad Sarahili gặp vấn đề về cơ và đối diện với nguy cơ không thể tham dự World Cup. Ngoài ra, hậu vệ Hassan Tambaki cũng vắng mặt trong buổi tập cuối tuần qua vì chưa có thể trạng tốt nhất. Đội hình xuất phát dự kiến Argentina đấu Saudi Arabia. Argentina, Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, Depo, Paredes, Marc Allister, Messi, Lisandro Martinez, Di Maria. Saudi Arabia, Al Owais, Al Burak, Al Ami, Al Bulahi, Al Sarani, Kano, Al Maki, Al Seri, Al Faran, Al Daswari, Al Burakan. Qatar và FIFA lại quay xe. FIFA đã cấm đội trưởng 7 đội tuyển đeo băng ngũ sắc cầu vồng ở World Cup 2022. Một ngày trước khi World Cup 2022 khai mạc hôm 20 tháng 11, Qatar và FIFA quyết định quay xe, cấm bán bia quanh 8 sân vận động. Bây giờ, Qatar và FIFA tiếp tục thực hiện cú quay xe thứ hai, đó là cấm 7 đội trưởng đeo băng ngũ sắc cầu vồng. 7 đội trưởng dưới áp lực của FIFA đã không đeo băng ngũ sắc cầu vồng gồm tuyển Anh, Bỉ, Hà Lan, Thụy Điển, Đức, Đan Mạch và xứ Wales. 7 đội trưởng của 7 đội tuyển này từng tuyên bố sẽ đeo băng ngũ sắc cầu vồng ở World Cup nhằm cổ vũ công bằng cho giới tính thứ ba. Chúng ta đã được chứng kiến một đội trưởng Harry Kane của tuyển Anh mang băng C không có ngũ sắc cầu vồng, mà thay vào đó là hình ảnh trái tim cùng dòng chữ One Love, một tình yêu. Tương tự là đội tuyển xứ Wales, Gareth Bale cũng chỉ mang băng đội trưởng được trang trí giống như Harry Kane mà thôi. Các đội trưởng này đều chịu áp lực từ FIFA là không nên, nếu không muốn nói là cấm đeo băng ngũ sắc cầu vồng. Áp lực xuất phát từ nhiều phía. 3 ngày trước khi tổ chức, Al-Qaeda đã lên tiếng và có ý dè bỉu Qatar đã nhu nhược đến độ báng bổ pháp luật của quốc gia Hồi giáo chính thống thuộc thế giới Ả Rập. Rồi Al-Qaeda cũng lên tiếng buộc dừng những lời đe dọa tẩy chay với Qatar. FIFA cũng cảm thấy mình quá đáng khi tổ chức một World Cup mà một quốc gia Hồi giáo chính thống phải vi phạm pháp luật của họ. Cuối cùng, FIFA tạo thông tin hành lang và gây áp lực cho 7 đội trưởng của 7 đội kể trên không được đeo băng ngũ sắc cầu vồng để cổ suý cho giới tính thứ ba. Và với Qatar, đó là vi phạm pháp luật rất nặng nề. Cái gì cũng có giới hạn của nó. FIFA vốn không phải là tổ chức có chức năng đấu tranh với những vấn đề xã hội, chính trị và thể chế. Nhưng trước làn sóng quá mạnh, đôi lúc FIFA đã ngã nghiêng. Nhưng rồi buộc FIFA phải xem xét và phải giữ đúng phương châm của bóng đá, không được can thiệp vào chính trị, xã hội mà chỉ tuyên truyền, kêu gọi các dân tộc, sự khác biệt trong thể chế, tôn giáo cùng sống hòa bình với nhau mà thôi.